duy trì thực chất hiệu quả đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp là mô hình được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhân rộng và thường xuyên giám sát hoạt động trong thời gian qua. Nhờ đó mà số lượng các vụ cháy xảy ra luôn được kéo giảm và hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, tập trung mọi nguồn lực để khôi phục hoạt động sản xuất. Đây là một buổi tự kiểm tra đánh giá năng lực phòng cháy chữa cháy do một cơ sở tổ chức với tình huống giả định báo cháy xảy ra. Rất nhanh chóng, 20 thành viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai đội hình và sử dụng thuần thục các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, nắm vững quy trình xử lý tình huống. Ngoài duy trì thực chất đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, cơ sở này còn thường xuyên phổ cập pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gần 4.000 công dân và người nước ngoài. Chiến thắng đầu năm 2021, Đà Nẵng ghi nhận 89 vụ cháy, trong đó 3 vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp, gây tổn thất lớn về tài sản. Do vậy, việc duy trì thực chất hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các doanh nghiệp là rất quan trọng. Vai trò đứng đầu của chủ cơ sở cũng được nâng cao và quan tâm hơn với hoạt động phòng cháy chữa cháy. Bây giờ là chúng tôi phải mở rộng cái mạng lưới đó ra, tức là yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên từng bộ phận là biết sử dụng thành thạo các phương tiện các bị chữa cháy. Thì thực ra chúng tôi cũng đang làm. Ví dụ như trước đây thì cứ tập trung vào đội phòng cháy chữa cháy, nhưng không, bây giờ thì phải huấn luyện rộng ra, ai cũng sử dụng được. Và công ty cũng phải quan tâm hơn cái việc thường xuyên kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh sự chủ động của cơ sở, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng luôn duy trì các tổ công tác nắm tình hình, chỉ ra những bất cập thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với những kiến nghị vi phạm mà chủ cơ sở cố tình không khắc phục để phát sinh cháy nổ sẽ được xử lý theo quy định. Kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố thường gia hạn cho cơ sở để có thời gian khắc phục các cái tồn tại thiếu sót về phòng cháy, và đồng thời yêu cầu cơ sở cam kết về thời hạn khắc phục. Và nếu sau thời hạn đã cam kết mà cơ sở chưa khắc phục tồn tại thiếu sót mà dẫn đến cháy nổ thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao với 490 doanh nghiệp và 77.000 lao động làm việc. Các nhà máy thường nằm san sát nhau, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Chính sự phối hợp chung tay xây dựng mô hình cụm khu công nghiệp an toàn, tạo khối liên kết giữa các nhà máy sẽ góp phần dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, chống cháy lan, cháy lớn.